Xin chào các bạn đã đến với đọc truyện cùng Lim. Hôm nay Lim sẽ quay trở lại với Dior tiên sinh của Lục Dã Thiên Hạc. Chương 1: Chàng vợ bạc triệu của ngài CEO phần 4. Phòng khám khá rộng rãi, trang trí cùng tông màu với đại sảnh. Bác sĩ Khuyết ngồi ở phòng làm việc mang phong cách thời kỳ trung cổ, đeo chiếc kính gọng vàng, nghiêm túc xem báo cáo khoa học ở màn hình trình chiếu trên vách tường đối diện. Thấy Tiêu Tê và Trương Thần Phi đi vào, anh ta ra hiệu cho bọn họ cùng xem. Sự phổ biến rộng rãi của AI đã kéo theo rất nhiều vấn đề. Do AI nối liền với neuron thần kinh của con người, nên nếu não gặp phải những yếu tố kích thích từ môi trường bên ngoài, rất có khả năng sẽ gây ra rối loạn chức năng thần kinh. Tiếp theo là cảnh các chuyên gia thần kinh đưa ra cảnh báo mọi người nên bảo vệ não bộ cẩn thận, tránh va đập với các vật nặng. Sau đó, hình ảnh chuyển sang đường phố nước Mỹ, nơi đó đang diễn ra một cuộc biểu tình phản đối trí tuệ nhân tạo. Phản đối trí tuệ nhân tạo, trả lại điện thoại thông minh. Khẩu hiệu được hô lên rất vang dội, mọi người vừa cầm cờ, biểu ngữ và băng rôn, vừa hét to vào loa phóng thanh. Có người giơ biểu ngữ chữ AI bị gạch chéo màu đỏ, có người cạo sạch tóc và vẽ những lỗ đen 3D trên đầu nhằm ám chỉ rằng khi AI gặp vấn đề sẽ gây ra tình trạng thủng não. Bục diễn thuyết được xe tải nhỏ kéo đi chậm chậm theo đám đông. Một người đàn ông to cao đang dõng dạc kể lại cảnh ngộ của gia đình mình. Trong lúc con trai anh ta đang xem Superman thì bị một mảnh thạch cao trên trần nhà rơi xuống đầu. Từ đó, cậu bé cứ ngộ nhận mình là siêu nhân. Trong tuần này, đã có 3 lần, con tôi đòi nhảy từ trên nóc tòa nhà cao tầng xuống. Hôm qua, nó còn khăng khăng nói mắt nó nhìn xuyên thấu được màu quần lót của cô bé nhà hàng xóm, nên bị anh trai cô bé đánh cho một trận tơi tả, đến giờ mắt vẫn còn sưng. Anh ta vừa than thở khóc lóc, vừa ôm lấy đứa con trai gần 8 tuổi bị đánh bầm tím mắt. Hỡi người dân, đừng lo sợ, tôi sẽ lập tức đến cứu mọi người. Cậu bé giật lấy micro, nghiêm túc hô vang. Nhưng ngay sau đó, có người phản bác rằng luật pháp vốn nghiêm cấm người chưa thành niên cấy chip AI vào não. Người bố đang đứng diễn thuyết kia nên bị bắt giữ. Đối phương hoảng sợ đến mức vội vã ôm con bỏ chạy, còn cậu bé vẫn đang cố gắng tạo dáng siêu nhân bay trong lòng bố mình. Cái bọn đầu óc ngu si tứ chi phát triển này. Khuyết Đức tắt máy chiếu, giễu cợt bằng thứ tiếng phổ thông đặc sệt giọng Mỹ, sau đó mời Tiêu Tê và Trương Thần Phi ngồi xuống ghế. Anh ta xem kỹ bệnh án mà Tiêu Tê gửi đến, trong lòng cũng có toan tính sơ bộ, nhưng vẫn muốn kiểm tra tường tận để chẩn đoán bệnh tình. Họ tên của cậu là gì? Ồ, tên tôi mà anh không biết à? Trương Thần Phi ngồi bắt chéo chân, lộ rõ vẻ ngang tàn, nhìn thẳng vào bác sĩ. CEO nắm giữ mạch máu kinh tế toàn cầu, làm gì có ai không biết tên hắn chứ? Xin lỗi, tôi là người Mỹ, không biết nhiều về danh nhân Trung Quốc. Khuyết Đức cúi đầu, hí hoáy vào một bảng hồ sơ. Vậy tuần trước, ai đã lừa tôi mua một bộ mỹ phẩm dưỡng hoa cúc chiết xuất từ trứng cá dưới biển sâu siêu đắt đỏ hả? Ngài Dior Trương đa mưu túc trí, thẳng thừng vạch trần Khuyết Đức đang có ý đồ lừa bịp. Mỹ phẩm dưỡng hoa cúc, Tiêu Tê sầm mặt, nheo mắt nhìn Khuyết Đức. Bác sĩ Khuyết gượng cười xấu hổ, viết trí nhớ bình thường vào một tình trạng trí nhớ. Muốn giả vờ giả vịt với tôi à, anh còn non và xanh lắm. Trương Thần Phi cười khẩy, không ai có thể qua mắt Dior Trương này đâu. Mất một buổi chiều để làm hết tất cả các xét nghiệm, Khuyết Đức đưa báo cáo kết quả chi tiết cho Tiêu Tê, kèm theo một tờ hóa đơn không hề rẻ. Căn cứ vào kết quả xét nghiệm, cậu Trương đã bị hội chứng rối loạn AI. Cậu cũng xem báo cáo lúc trước rồi đấy, do bị va đập mạnh dẫn đến trí nhớ và hành động của cậu ấy xuất hiện tình trạng rối loạn nhẹ. Vì sợ khiến lòng dân khủng hoảng nên trong nước không cho phép công khai những tin tức liên quan đến chuyện này. Hội chứng rối loạn AI thuộc hạng mục nghiên cứu mũi nhọn của ngành y tế. Trước mắt, Trung Quốc vẫn chưa có phác đồ điều trị. Trùng hợp là gần đây giáo sư của tôi đang nghiên cứu về mạng này. Khuyết Đức đắc ý khoe, ngầm ám chỉ việc bọn họ chọn anh ta làm bác sĩ gia đình là quyết định sáng suốt nhường nào. Tiêu Tê cẩn thận lật xem từng tờ kết quả xét nghiệm, thấy trí nhớ của anh bạn đại điểu không có vấn đề gì mấy, chỉ xuất hiện một chút nhận thức sai lệch về anh và thế giới đang sống. Cậu có biết nội dung cuối cùng được ghim trong AI của cậu ta là gì không? Khuyết Đức chỉnh kính, nghiêm trang hỏi. Tiêu Tê quay đầu nhìn ông chồng đẹp trai điên điên khùng khùng của mình, chán hẳn ngân xanh. Đại khái là cô vợ cao giá của tổng giám đốc bá đạo. Vậy sao? Dường như Khuyết Đức hơi thất vọng, cúi đầu xem đống tài liệu mình đã tra cả đêm. Tôi lại nghĩ là cô dâu bạc triệu của ngài CEO hoặc người vợ bỏ trốn 99 lần của cậu chủ ác ma cơ.
Cái này có gì khác nhau đâu, Tiêu Tê nghe mà muốn đánh người. Bác sĩ Khuyết Đức vẫn chưa ý thức được mình đã để lộ việc gì, chỉ mãi thao thao bất tuyệt phổ cập kiến thức khoa học. Thật ra không phải ai bị va đập cũng mắc căn bệnh này, mà xác suất chỉ có 2 phần nghìn. Người nghiên cứu phát triển AI ban đầu cũng lường trước được tình trạng này nên đã có phương án dự trù. Dự trù như thế nào? Hệ thống tự động xóa bộ nhớ. Phần lớn bộ nhớ của AI đều lưu trữ trong thiết bị ngoại vi, dung lượng của thiết bị nội vi có hạn, định kỳ sẽ tự động dọn dẹp. Chờ sau khi phần thông tin rối loạn này bị xóa đi, lý ó trương sẽ khôi phục thành trương đại điểu, nhưng phải mất thời gian bao lâu thì không xác định được. Cậu tạm thời chịu đựng vài hôm vậy. Khuyết Đức nhìn Tiêu Tê bằng ánh mắt thông cảm. Đang trò chuyện thì Tiêu Tê đột ngột bị lôi về phía sau, lưng va vào một lồng ngực rắn chắc, đôi môi ấm áp ghé sát bên tai anh, giọng nói trầm khàn và nguy hiểm vang lên. Trước mắt tôi mà em dám trò chuyện với người đàn ông khác lâu như vậy hả? Baby à, đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi. Tôi không thể chịu đựng nổi dù chỉ một ngày. Tiêu Tê siết chặt nắm tay. Vậy để tôi kê đơn thuốc cho cậu ấy. Là một bác sĩ gia đình chu đáo, Khuyết Đức cố gắng hết sức để thỏa mãn mọi yêu cầu của khách hàng thân thiết. Dứt lời, anh ta lập tức gửi cho Tiêu Tê một video. Đây là gì? Tiêu Tê mở AI ra xem. Đây là video về những người mắc chứng bệnh này do giáo sư của tôi sưu tầm được. Xem xong, cậu sẽ được an ủi phần nào. Bác sĩ Khuyết Đức tháo kính ra, cài vào túi áo, cười như Đức Phật nhân từ, tỏa ánh hào quang. Cái này thì có thể an ủi cái quái gì? Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Khuyết Đức cố gắng thể hiện trình độ tiếng Trung cấp 8 của mình. Tiêu Tê không sao cười nổi. Đợi ông chồng vênh váo thanh toán hóa đơn xong, anh mới mệt mỏi trở về căn hộ ở trung tâm thành phố. Căn hộ thông tầng này là nơi ở của họ trong những ngày đi làm. Tầng dưới là phòng khách, phòng ăn và phòng bếp. Tầng trên là phòng ngủ, phòng làm việc và phòng thay đồ. Ban đầu, để chứng tỏ quyết tâm giận nhau đến mấy cũng không ngủ riêng, Trương Thẩm Phi đã mua căn hộ hơn 200m² mà chỉ có một phòng ngủ này. Tắm nước ấm xong, cơ thể thư thái phần nào, Tiêu Tê vừa lau tóc, vừa đi ra phòng khách, thấy người nào đó đã thay bộ đồ ngủ bằng lụa tơ tằm, ngồi trên chiếc sofa đơn như bậc đế vương, tay còn bưng ly rượu vang, nhẹ nhàng nhấm nháp. Đến đây, mua vui cho tôi đi. Ngài đi o trương ngoắc ngoắc ngón tay với chàng vợ bé bỏng của mình, ánh mắt sâu thẳm, hút hồn ngập tràn ham muốn và sự giễu cợt. Tiêu Tê không thèm đói hoài, nhanh chóng sấy khô tóc. Cạch, chiếc ly đế cao đập mạnh xuống mặt bàn. Trương Thẩm Phi nheo mắt lại, đầy vẻ nguy hiểm. Lại đây, đừng để tôi nhắc lại lần thứ ba. Chàng vợ bé bỏng có vẻ hoảng sợ, cầm máy sấy tóc hớt hải chạy đến, sấy mái tóc còn đang nhỏ nước của ngài đi o trương thành bờm sư tử, hưởng thụ những ngón tay thon dài luồn vào mái tóc. Ngài đi o trương phiền muộn nắm chặt tay vị sofa. Rõ ràng yêu tinh nhỏ thích giày vò người khác này đang muốn cám dỗ hắn đây mà. Trương Thẩm Phi nắm lấy cổ tay vợ mình. Ném chiếc máy sấy xuống thảm trải sàn, cất giọng khàn khàn. Làm tôi vui, tôi sẽ cho em mọi thứ em muốn. Tiêu Tê xoa mái đầu bồng bềnh của hắn, nhặt máy sấy lên cất vào phòng tắm, rồi điềm nhiên nằm lên giường ngủ. Ngài Điếu Trương uống một hơi cạn sạch ly rượu, mím chặt đôi môi còn dính rượu vang, cười gằn. Em đang chơi trò lạp mềm buộc chặt với tôi à? Tiêu Tê liếc mắt, vỗ nhẹ vị trí bên cạnh. Đừng lằng nhằng nữa, anh qua đây ngủ đi, mai còn đi làm. Trương Thẩm Phi kéo vạt áo ngủ rồi nhảy lên giường như hổ đói vồ mồi, giam cầm chàng vợ bé bỏng dưới thân. Tôi không thích mấy kẻ chơi trò lạp mềm buộc chặt, đừng khiến chút xíu hứng thú của tôi đối với em cũng biến mất. Khốn khiếp, rốt cuộc anh có ngủ hay không? Không ngủ thì cút ra phòng khách mà nằm. Tiêu Tê nhấc chân đạp hắn, xong bị hắn bắt được cổ chân, khẽ liếm một cái. Cảnh tượng này thật sự quá kích thích. Tiêu Tê không chịu được, dãy giụa muốn rút chân lại, chẳng ngờ lại khiến vạt áo ngủ buông lơi. Đây không phải lạp mềm buộc chặt thì còn là gì nữa, càng biện minh chỉ càng giấu đầu hở đuôi thôi. Lại thêm một lần xâm chiếm mạnh bạo diễn ra. May mà lần này Trương Thẩm Phi đã tắm rửa nhưng vẫn không dùng biện pháp an toàn. Sáng hôm sau, Tiêu Tê phát hiện có một tờ chi phiếu để ngay cạnh gối của mình. Em không cần. Tiêu Tê ném trả chi phiếu cho hắn. Ánh mắt Trương Thẩm Phi đầy vẻ hứng thú, quả nhiên vợ hắn mới thanh cao thoát tục làm sao. Cầm lấy đi, em xứng đáng nhận nó. Ngài đi o trương liếm môi, hồi tưởng lại cảm giác vui sướng tối qua. Tiêu Tê lập tức xé chi phiếu, vứt vào thùng rác, trả lại tấm chi phiếu nguyên vẹn là thanh cao thoát tục, không vướng bụi trần, nhưng xé bỏ chi phiếu trước mặt hắn là thô lỗ cục cằn, không biết trên, biết dưới. Trương Thẩm Phi cười khinh khỉnh, lại ký một tấm chi phiếu khác, nhét vào túi áo sơ mi của chàng vợ bé bỏng, thuận tay nựng mặt anh. Tôi đưa cho em thì em phải nhận.
bất kể là tiền hay là mấy chữ sau quá tục tĩu, Tiểu Tề tự động lờ đi, dán tấm chi phiếu lên trán ngài Đi O Trương. Khoan bàn đến việc người bảo lãnh tài khoản chi phiếu của anh là em, tiêu xài vượt hạn mức em sẽ bị trừ tiền, thì tấm chi phiếu này cũng chỉ có giá trị 200 tệ thôi, anh định sỉ nhục ai hả? Chương 1, phần 5. Đưa chi phiếu mà người ta không thèm nhận nên ngài Đi O Trương khá mất hứng. Hắn tức giận nhét chàng vợ nhỏ vào ghế lái phụ rồi lái xe đến công ty, dự định hôm nay chắc chắn phải cho Tiêu Tê một bài học. Vừa mới bước vào thang máy dành riêng cho CL, Tiêu Tê đã bị ông chồng áp vào vách thang hôn say đắm. Trương đại điểu, Tiêu Tê dãy dụa đẩy hắn ra, hôn thì cứ hôn, tên này còn dở trò sờ mó eo anh làm gì. Vùng eo dưới xương sườn là điểm nhạy cảm của anh, dù cách một lớp áo cũng đủ khiến anh nhột đến mức toàn thân run bắn lên. Đừng nhúc nhích, ở đây có camera đấy. Ngài Đi O Trương đắc ý hù dọa. Trương Thẩm Phi cao hơn Tiêu Tê, khung xương cũng lớn hơn một chút, có thể bao trùm cả người anh giống như búp bê Nga Matryoshka. Cảm nhận được người trong lòng mình đang run rẩy, Ngài Đi O Trương càng đắc ý hơn, khàn giọng dọa nạt. Em nói xem, nếu tôi xử em ở đây, lát nữa thang máy mở ra, nhóm thư ký sẽ phản ứng như thế nào? Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy kích thích, Tiêu Tê vô thức đỏ mặt, hắng giọng. Đây là thang máy tốc độ cao, anh có chắc mình có thể cởi quần trong 3 giây không? Em dám khiêu khích tôi à? Lát nữa em có khóc khàn cả giọng, tôi cũng không dừng lại. Dương viên múp míp đang ôm một đống tài liệu đứng chờ ở cửa văn phòng tổng giám đốc, hồ hởi trò chuyện với ba thư ký của Trương Thẩm Phi. Viên viên, phong cách banana của cậu khác người thật đấy. Nữ thư ký Tô Tô chọc nhẹ vào khuôn mặt mũm mĩm của dư viên, tấm tắc khen. Banana là công ty của Tiêu Tê. Ban đầu, công ty này là nền tảng trang web chia sẻ video, sau đó chuyển thành nền tảng livestream Banana, đứng đầu dưới phương tiện truyền thông mới. Tuy hoạt động trong ngành nghề thời thượng và sôi nổi, nhưng văn hóa công ty của Banana lại vô cùng nghiêm ngặt, trật tự. Nguyên nhân đều do ông chủ cẩn thận tỉ mỉ mang trong sao xử nữ của họ. Vậy sao? Người trong công ty chúng tôi cũng thấy vậy. Dư viên cười thật thà. Trong cuộc họp tổng kết năm ngoái, tôi được công ty trao giải dũng sĩ Banana đấy. Ôi, nhắc mới nhớ, giờ đã bắt đầu lên kế hoạch tổng kết cuối năm rồi. Hai công ty chúng ta có cần họp chung với nhau không? Hôm trước, phòng hành chính hỏi ý kiến mọi người, dư viên còn chưa hồi đáp. Hôm nay gặp được người bên Thạch Phi, anh ta chợt lóe lên sáng kiến này. Thôi, họp riêng đi. Ba thư ký đồng loạt lắc đầu quầy quậy. Họ không muốn cuộc họp tổng kết cuối năm của Thạch Phi trở thành buổi họp thường niên của Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân đâu. Trong lúc nói chuyện, âm thanh báo thang máy đếm vang lên. Mọi người lập tức ưỡn thẳng lưng theo phản xạ, chuẩn bị tư thế sẵn sàng cúi chào. Cửa thang máy mở ra, đập vào mắt họ là tấm lưng rắn giỏi rộng lớn như siêu mẫu của ngài CL. Xoẹt, thắt lưng sang trọng bật tung, quần tây thẳng thớm lập tức tụt xuống đất để lộ đôi chân dài săn chắc và chiếc quần lót màu đen. Thế giới tức thì chìm vào tĩnh lặng. Nhìn kìa, có máy bay, dư viên hét lớn. Bà thư ký còn lại nhanh chóng quay đầu nhìn về phía vách tường chẳng có cái cửa sổ nào. Ngài Đi O Trương vẫn giữ nguyên tư thế để mặc cửa thang máy đóng lại. Sự thật chứng minh, vui vẻ trong thang máy không phải ý tưởng hay. Suy cho cùng, cũng vì độ trơn láng mượt mà của loại quần tây cao cấp hắn đang mặc quá tốt. Khi thang máy đến lần nữa, tất cả mọi người đều như mất trí nhớ tập thể, không hề nhắc tới màn vừa rồi. Vì Tiêu Tê thông báo sẽ làm việc ở đây một thời gian, nên bộ phận thư ký đã nhanh chóng đặt một chiếc bàn mới ở bên cạnh bàn của Tổng Giám Đốc. Cuối cùng, họ cũng có may mắn được chiêm ngưỡng đồng chí dũng sĩ Banana dư viên làm việc như thế nào. Đây là dự toán cần duyệt. Đây là đề án thiết kế thứ 7 của bộ phận thiết kế. Hợp đồng gia hạn với streamer lương tâm cho chó ăn vẫn chưa thỏa thuận xong. Anh ta đề xuất tăng thêm 30 triệu tiền thù lao, nếu không sẽ chuyển sang nền tảng livestream khác. Phòng tài vụ đã tiến hành phân tích và nhận thấy nếu công ty chi thêm 30 triệu thì vẫn đạt được lợi nhuận trong dự tính, nhưng sẽ vượt xa đãi ngộ của tiểu thịt khô. Ý của giám đốc Lương là biến tướng một chút, biến 30 triệu này thành tiền thưởng, chuyển cho người đại diện phát ngôn. Tiêu Tê cầm bút, im lặng chốc lát, bảo hắn biến đi, thêm 50 triệu ký hợp đồng với Ma Vương. Vâng, dư viên cười tít mắt đáp lời, không hề bị ảnh hưởng bởi vẻ lạnh lùng của Tiêu Tê. Hiệu suất làm việc của anh rất cao, chưa đến một tiếng đồng hồ đã xử lý xong tất cả các văn kiện cần xét duyệt và xin ý kiến. Viên mập nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc. 2 giờ chiều có cuộc họp, em sẽ lái xe đến đây đón anh. Giờ có cần đưa anh đi ăn trưa không?
Trương Thẩm Phi ngồi bên cạnh nghe từ đầu đến cuối, tới câu đưa anh đi ăn trưa thì lập tức quắc mắt nhìn sang, dám mồi chài vợ hắn ngay trước mặt hắn à? Tên mập này muốn chết phải không? Không cần, Tiêu Tê xua tay, nhận văn kiện của Thạch Phi mà Tô Tô đưa đến, thong thả lật xem. Tô Tô nhìn Viêm Mập bằng ánh mắt ngưỡng mộ, anh ta dám cùng Tiêu Tê đi ăn trưa, quả là thần thánh. Viêm Mập nháy mắt với cô ấy rồi ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi. Tổng giám đốc Lý đã đến. Chính là vị tổng giám đốc Lý bị rời lịch hẹn đến hôm nay. Ồ, tổng giám đốc Tiêu cũng ở đây à? Tổng giám đốc Lý cười chào Tiêu Tê, thư ký bưng trà vào rồi lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa. Anh đến đây làm gì? Thấy người này vừa bước vào, liền nhanh nhậu chào vợ hắn trước, khuôn mặt Trương Thẩm Phi lộ vẻ chán ghét. Nghe nói anh mua lại tiểu mặt lệ nên tôi đến thương lượng với anh chút việc. Tổng giám đốc Lý cười khà khà, tiểu mặt lệ là một công ty game. Gần đây đang phát triển một trò chơi AI dành cho nữ, rất được ưa chuộng. Nhưng công ty này khá nhỏ, không có đủ nguồn lực để mở rộng hoạt động kinh doanh sau này, nên phải tìm kiếm nhà đầu tư bên ngoài. Thạch Phi rất hứng thú với trò chơi này, nhưng không có ý định đầu tư mà muốn mua đứt luôn cả công ty. Có điều Thạch Phi chủ yếu phát triển những game thi đấu, còn bên phía công ty game Anh Tuấn của Tổng Giám đốc Lý lại tập trung khai thác các trò chơi dành cho nữ. Tính ra thì bọn họ thích hợp thâu tóm tiểu mặt lệ hơn Thạch Phi. Vậy thì sao? Trương Thẩm Phi nhướng mày, cau có nhìn chòng chọc vào đôi mắt hoa đào, khiến người ta chán ghét của Tổng Giám đốc Lý. Bây giờ hai bên cùng nhau nâng giá thì không ổn, tôi muốn bàn bạc với anh nhường lại tiểu mặt lệ cho tôi, sau đó Thạch Phi đầu tư cổ phần vào đó, chúng ta cùng nhau phát triển. Hừ, Lý Anh Tuấn, anh tưởng tôi không biết anh đang nghĩ gì à? Trương Thẩm Phi cười khinh thường, nghe thấy hai chữ nhường lại. Ngọn lửa trên đỉnh đầu hắn tức khắc phụt cháy lên tận nóc nhà. Đừng tưởng hắn không biết, tên này ngoài mặt thì muốn giành tiểu mặt lệ, song thực tế là muốn cướp vợ hắn. Tôi nhắm vào nó trước nên chỉ có thể là của tôi. Có mỗi một công ty còn con, Thạch Phi không cần hợp tác với bên nào để khai thác phát triển. Nếu muốn thì tự dựa vào bản lĩnh của mình đi. Ngài Đế O Trương nói năng không hề khách sáo, chẳng thèm giữ nguyên tắc, đừng tùy tiện đắc tội người khác trên thương trường. Bầu không khí trong phút chốc như bị đóng băng. Được lắm, bị lời nói cộc cằn của hắn chặn họng, Lý Anh Tuấn lúng túng sờ mũi, đứng dậy cáo từ. Tiêu Tê trợn trừng mắt lườm ông chồng vừa nói nhăng nói cuội của mình, rồi đứng lên tiễn Tổng Giám đốc Lý ra ngoài. Hôm nay tâm trạng của anh ấy không tốt, anh đừng để bụng nhé. Tiêu Tê ngượng ngùng xin lỗi. Không sao, xưa nay trong chuyện kinh doanh, anh ta luôn như vậy, không chịu nhường ai bước nào, tôi quen rồi. Trái lại, Tổng Giám đốc Lý rất rộng lượng, tươi cười mời Tiêu Tê hôm nào đến nhà chơi. Quay trở lại văn phòng, Ngài Đi Ó Trương đang ngồi vắt chân trên sofa, chẳng biết đã cầm ly rượu vang từ lúc nào. Thấy anh đi vào, hắn lạnh lùng cất lời châm chọc. Sao hả, gặp lại người yêu cũ nên bị dịn à? Tiêu Tê trố mắt, gì cơ? Ban đầu anh và Trương Đại Điểu quen biết nhau qua xem mắt. Trước khi quen hắn, đúng là anh từng đi xem mắt với người khác, trong số đó có vị Tổng Giám đốc Lý Anh Tuấn này. Khi ấy hai bên không hợp nhau nên đều ăn ý dừng lại. Nhiều năm qua, Trương Thẩm Phi chẳng hề để ý đến, không ngờ lúc này hắn lại lôi chuyện cũ ra. Còn chưa kịp lên tiếng giải thích, Tiêu Tê đã bị Trương Thẩm Phi kéo vào lòng, hắn chẳng nói chẳng rằng, rót vào miệng anh một ngụm rượu vang. Tiêu Tê chép miệng, thầm khen rượu ngon đấy, sau đó nâng tay chồng mình uống thêm một hớp. Đúng là con mèo tham lam, Ngài Đi Ó Trương ngạ ngớn, nhại theo lời thoại kinh điển trong tiểu thuyết. Tiêu Tê phun hết rượu vang ra, nhuộm đỏ cả ngực áo sơ mi trắng. À, tôi quên chưa đưa thiệp mời cho hai người. Ngày kia công ty tôi phát hành sản phẩm mới. Tổng giám đốc Lý đi rồi quay lại, tình cờ thấy cảnh Tiêu Tê bị ngược đãi, bỗng hóa đá tại chỗ. Chương 1 phần 6. Lý Anh Tuấn là con ông cháu cha, thời trẻ thường cùng nhóm bạn ăn chơi sa đọa nên thừa biết cảnh tượng trước mắt nghĩa là gì. Anh ta có một người bạn thích đùa giỡn với mấy cô em học sinh ngây thơ, bình thường. Mấy em học sinh không biết uống rượu, người bạn của anh ta thích nhất là trò giữ chặt cằm rồi cưỡng ép rót rượu vang vào miệng em gái kia. Nhìn cô nàng bất lực ho sù sụ, rượu trào ra bên khóe môi, làm ướt hết áo, sau đó cả đám bạn của anh ta sẽ cười phá lên. Lý Anh Tuấn không thể ngờ Trương Thẩm Phi lại ngược đãi Tiêu Tê bằng cái trò dành cho mấy cô gái hầu rượu này. Tiêu Tê cũng là con ông cháu cha hẳn hoi, có tiền, có quyền, còn Trương Thẩm Phi chỉ là ngôi sao mới nổi trên thương trường. Gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sao hắn có thể, sao hắn dám hành hạ Tiêu Tê như thế chứ? Trương Thẩm Phi, anh làm gì đấy hả? Lý Anh Tuấn nổi giận xông đến, kéo phát Tiêu Tê dậy.
Ánh mắt Trương Thẩm Phi lạnh như băng, giọng nói rít qua kẽ răng. Giỏi lắm, dám lôi lôi kéo kéo ngay trước mặt tôi à? Tiêu Tề nghĩ đến việc giải quyết chuyện này mà nhức cả đầu, bèn vỗ vai Lý Anh Tuấn. Anh Tuấn, không có gì đâu, chúng tôi đang đùa thôi. Đùa cái gì mà đùa? Tổng giám đốc Lý tức anh ách, chỉ vào mảng áo đã ướt đẫm của anh. Cậu không biết ăn chơi, không hiểu mấy việc này đâu. Cậu có biết anh ta làm như vậy là đang... Đủ rồi, ngày đi o Trương không nhịn được nữa, vội vàng kéo vợ mình vào lòng, lấy áo vest che kín, áo sơ mi ướt đẫm dính sát vào người, có thể thấy rõ đường nét cơ bắp cũng như hai chấm nhỏ ẩn hiện. Vậy mà tên này còn dám đưa tay chỉ trỏ là sao? Là do tôi bị sặc, không phải như anh nghĩ đâu. Tiêu Tê ló đầu ra, vừa rồi bị sặc rượu nên mắt anh vẫn còn hơi đỏ, vóc dáng nhỏ bé núp trong lòng tên bạo quân trông vô cùng đáng thương, nhưng anh vẫn cố gắng giữ thể diện gia đình với người ngoài. Tổng giám đốc Lý dần tỉnh táo lại, thở dài, người ta là chồng chồng hợp pháp, dù sao đây cũng là việc trong nhà, mình là người ngoài không nên xem vào. Anh ta đặt hai tấm thiếp mời lên bàn rồi chán ghét lắc đầu bỏ đi. Hóa ra những lời đồn thổi trong giới rằng Trương Thẩm Phi sợ vợ là người đàn ông tốt gì đó chỉ là biểu hiện giả dối của tên mưu mô này mà thôi. Thư ký đứng bên ngoài vội ló đầu vào, thấy đôi vợ chồng đang dính lấy nhau như sam, phát hiện mặt ông chủ nhà mình đen như đít nồi thì sợ hãi rụt đầu, lắp bắp nói: Xin lỗi tổng giám đốc, tôi cứ tưởng giám đốc Lý mới đi được một phút, quay lại sẽ không xảy ra việc gì nên không gõ cửa. Đi ra ngoài, mắt Trương Thẩm Phi tóe lửa, dầm, cánh cửa đóng lại, trong phòng yên tĩnh như tờ, chỉ còn lại tiếng hít thở của cả hai, lại làm hỏng một chiếc áo sơ mi mới. Tiêu Tê đẩy Trương Đại Điểu đang ôm chặt lấy mình ra, vừa kéo vạt áo ướt nhẹp vừa tiếc hùi hụi, chất liệu vải cao cấp này bị thấm rượu vang thì không thể nào giặt sạch được. AI báo hiệu có tin nhắn mới, Tiêu Tê tiện tay mở ra, màn hình ảo hiện lên nội dung tin nhắn. Lý Anh Tuấn, nếu có việc cần giúp đỡ, cậu cứ lên tiếng. Anh ta cho rằng người vợ là anh đang bị bạo lực gia đình sao? Tiêu Tê á khẩu, tin nhắn của ai vậy? Trương Cẩm Phi nhìn sang, AI nối liền với neuron thần kinh, nếu không chia sẻ thì chỉ bản thân người chủ mới xem được nội dung. Không ai cả, Tiêu Tê không muốn nói gì nữa, quay người đi vào phòng vệ sinh. Lúc này mà nhắc đến Lý Anh Tuấn, ngày đi o Trương sẽ nổi cơn tam bành mất. Trương Thẩm Phi nheo mắt quan sát bộ dạng khả nghi của chàng vợ bé bỏng. Quả nhiên là lén lút liên lạc với Phương Thị. Hắn liền túm lấy Tiêu Tê đang cố chạy trốn, ném lên sofa. Lại gì nữa đây? Tiêu Tê bò dậy, Trương Thẩm Phi ôm anh từ phía sau, cởi từng cúc áo sơ mi ướt đẫm của anh. Tiếp tục chuyện giang dở ban nãy. Hắn cười khẽ đầy mờ ám, kéo áo sơ mi của vợ xuống tận khỉu tay, tiện tay bưng ly rượu đỏ ban nãy lên, rót hết xuống sống lưng mảnh mai gợi cảm của Tiêu Tê. Á, rượu lạnh lạnh chảy theo sống lưng bị đầu lưỡi ấm áp liếm láp, toàn thân Tiêu Tê buồn rũn để mặc cho Trương Đại Điểu thưởng thức. Xong xuôi, hắn lại ném cho anh một chiếc áo sơ mi sạch. Mặc tạm của tôi đi. Đây là chiếc áo dự phòng của Trương Thẩm Phi, vốn treo cho phòng nghỉ. Tiêu Tê mặc vào, thấy nó rộng thùng thình, vạt áo vừa vặn che khuất mông. Ban nãy quần của anh cũng bị ngấm rượu. Tiêu Tê dứt khoát cởi luôn cả quần, bảo Trương Đại Điểu cho mượn một chiếc, ở đây không có quần. Hắn cười giam manh, ném luôn quần của vợ ra ngoài cửa sổ. Sao anh lại ném đồ từ trên này, khốn kiếp. Tiêu Tê chạy nhanh đến cửa sổ nhìn xuống, may mà bên dưới chỉ có cây cối tùm, lúc này đang là giờ làm việc nên không có ai. Chiếc quần đáng thương bay lượn lờ trong gió, cuối cùng đáp xuống ngọn cây hoa quế. Nơi căng trở mượt mà thoát ẩn thoát hiện theo động tác của Tiêu Tê, Trương Thẩm Phi đi đến vội đếp một phát, đến đây phê duyệt văn kiện với tôi. Ngài đi ở trường ngồi trên ghế tổng giám đốc rộng rãi, vỗ bắp đùi săn chắc của mình, ra hiệu cho vợ ngồi lên. Em muốn đánh cắp hồ sơ mật đúng không? Ngồi lên đây, tự mình hành động, tôi cho em xem hết. Tiêu Tê mặc kệ hắn, tự đi lấy một chiếc quần của Trương Thẩm Phi trong phòng nghỉ rồi mặc vào, sau đó gọi điện thoại cho dư viên, bảo anh ta lúc đến đón thì mang theo một bộ quần áo. Một giờ chiều, Trương Thẩm Phi trơ mắt nhìn Tiêu Tê nhận một cuộc điện thoại thần bí rồi vội vã rời đi. Hắn nhìn xuống dưới qua cửa sổ, thấy anh lên một chiếc ô tô màu đen, trước khi lên xe còn hoang mang, ráo rác nhìn xung quanh. Phương Thị chết tiệt, dẫu sao Tiêu Tê cũng là người có tính tăm. Nếu bị người ta phát hiện anh mặc quần áo rộng thùng thình đi ra khỏi tòa nhà công ty của chồng thì sẽ mất thể diện lắm. Anh chui vào xe nhanh như chớp, thay quần áo trong xe xong mới thở phào nhẹ nhõm. Cuộc họp của anh kéo dài từ 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều. Sau đó Tiêu Tê xử lý thêm một số công việc thì đến giờ tan làm. Tạm biệt sếp Tiêu, mai gặp nhé sếp Tiêu.
rời khỏi tòa nhà văn phòng Banana trong tiếng chào hỏi của nhân viên, Tư Tê nhớ ra xe mình vẫn đỗ ở Thạch Phi, đang định bảo dư viên đưa đến đó thì tiếng động cơ ô tô vang rền đột nhiên vọng tới. Chiếc Maserati màu bạc lao vụt đến, đỗ xịch trước mặt anh, cửa kính chậm rãi hạ xuống để lộ góc mặt anh tuấn của Trương Thần Phi. Sắc trời nhá nhem, đèn đường vụt sáng khiến gương mặt vốn đã sắc nét hơn người này lại càng thêm phần cương nghị. Phải nói rằng khuôn mặt này thật sự quá đẹp. Mấy năm qua, Trương đại biểu thường chọc giận anh, nhưng mỗi lần nhìn vào mặt hắn thì cơn giận trong anh lập tức vơi đi hơn phân nửa. Tiêu Tê hơi bất ngờ, sao anh lại đến đón em? Vậy mà hắn lại nhớ địa chỉ công ty anh, có phải trí nhớ đã hồi phục rồi không? Trương Thẩm Phi mở cửa xe bước xuống, một tay chống vào mui xe, với Tiêu Tê giữa xe và vòng tay của mình. Đương nhiên chỉ có tôi mới được đón người của tôi rồi, cấm em ngồi lên xe kẻ khác, hãy nhớ lấy, em là người của tôi. Tiêu Tê cạn lời, mấy nhân viên Banana đi qua tò mò nhìn về phía họ. Wow, đó là ai thế? Chơi trò ép người vào xe kìa. Xuyệt, không thấy đó là xe của sếp Tiêu sao? Ơ, người kia. Chẳng phải là sếp Trương đấy ư? Chậc chậc, vợ chồng già mà tình cảm thắm thiết quá. Ôi, nếu chồng tôi mà lãng mạn được như vậy thì tốt biết mấy. Trên thực tế, người trong cuộc không hề thấy lãng mạn chút nào, chỉ biết rằng đầu mình sắp nổ tung. Lời thoại xến sẩm kết hợp với giọng điệu lên xuống nhấn nhá quả thật là ác mộng. Xe từ từ lăn bánh, rẽ vào đường lớn. Anh định đi đâu? Đèn đỏ, Tiêu Tê thấy xe dừng ở làn xe dành cho xe rẽ trái, bèn vội vàng ngăn cản. Đừng về biệt thự, ngày mai còn phải đi làm, xa lắm, đến chỗ này đi. Anh lập tức kết nối AI vào hướng dẫn chỉ đường trên xe, chọn vị trí căn hộ ở trung tâm thành phố trên màn hình ảo. Ha ha, tổng giám đốc đại thần cười sang sảng, nắm lấy cằm Tiêu Tê, hôn nhẹ lên môi anh. Baby, có phải em muốn về nhà sớm để mau chóng thực hiện nghĩa vụ không? Mặt Tiêu Tê đỏ bừng. Vậy anh định đi đâu? Đến nơi giải trí. Hắn tỏ vẻ bí hiểm, xoay nhẹ vô lăng, lái ngược hướng về nhà. Đúng lúc ấy, điện thoại của Tiêu Tê đổ chuông, thấy bố mình gọi đến, anh đành bắt máy. Viêm Viêm, ta làm chưa? Viêm Viêm là tên hồi bé của Tiêu Tê, đến tận cấp 3, anh vẫn mang tên Tiêu Viêm. Khi ấy anh gầy còm, đám bạn học còn đặc biệt danh cho anh là sườn rang muối tiêu, khiến Tiêu Tê không vui chút nào. Thế là trong cơn tức giận, ông Tiêu sửa lại tên cho con trai. Dạ, Tiêu Tê đáp lời, nhận ra con đường này không phải về biệt thự, cũng chẳng phải về căn hộ chung cư. Anh vô cùng hoang mang. Thằng nhãi kia đâu? Nhắc đến Trương Thẩm Phi, giọng ông Tiêu không còn hiền hòa như trước. Anh ấy đang lái xe ạ. Tiêu Tê nhớ mày đáp, lúc hai người mới yêu nhau, bố anh không thích Trương Thần Phi. Dĩ nhiên, nguyên nhân chính là do ông không tài nào chấp nhận được chuyện con trai mình thích đàn ông, cho nên bất kể Tiêu Tê qua lại với ai, ông cũng không vừa mắt. Nhiều năm trôi qua, Trương Thần Phi luôn biểu hiện xuất sắc, sự nghiệp phát triển vững mạnh, cũng giỏi lấy lòng người khác, nên đã sớm được ông Tiêu chấp nhận. Bây giờ, ông không còn gọi hắn là thằng nhãi kia, thằng oắt kia, mà là thần, con trai ngoan của bố. Hôm nay đột nhiên sửa cách gọi, tất nhiên đã xảy ra chuyện. Ông bạn già đánh cá ngoài biển tặng bố mấy con tôm hùm, cuối tuần hai đứa về nhà một chuyến đi. Về nhà, Tiêu Tê nhìn chằm chằm ông chồng đang đắm chìm vào vở diễn có nội dung cứu vớt bố vợ, trả nợ thay ông. Cuối tuần bọn con phải tham dự một buổi họp báo, có gì con sẽ báo lại ạ. Cúp máy, Tiêu Tê nhìn cảnh vật ngoài cửa kính xe, sắc mặt lập tức thay đổi. Chỗ này, đèn đuốc sáng rực, tiếng nhạc đinh tai, đây là một hộp đêm vô cùng nổi tiếng, có nhạc, có rượu, có người đẹp. Trương Thần Phi lôi anh xuống xe, tiện tay bao cho tên nhóc gác cửa vài tờ tiền. Trông thấy động tác thành thạo của chồng mình, Tiêu Tê từ từ siết chặt nắm tay. Là một CEO, Trương đại biểu cũng thường xuyên về muộn, nhưng luôn báo cáo trước với anh rằng hắn sẽ đi những đâu. Thế nhưng xưa nay, những điểm đến kia chưa bao giờ tồn tại hộp đêm này. Chương 1/7. Màn chính của đêm diễn vẫn chưa bắt đầu. Trên sân khấu, một ca sĩ nhạc dốc tết đầy bím tóc nhỏ đang biểu diễn say sưa. Đám người sống về đêm vẫn chưa đến giờ ra khỏi nhà, nhưng dân văn phòng thích ăn chơi nhảy múa thì đã ngồi trên ghế lắc lư nhún nhảy. Những anh chàng thường ngày mặc vest đi giày da chỉnh chu, sau khi cởi áo khoác ra, xắn tay áo sơ mi lên cao, kéo vài sợi lòa xòa từ mái tóc chảy chuốt tỉ mỉ ban sáng xuống là lập tức khoác lên mình phong thái phóng khoáng chơi bời. Cô gái múa cột vừa trang điểm, thay đồ xong, đang định lên sân khấu thì bất ngờ va phải ánh mắt của Tiêu Tê, bèn tặng anh một nụ hôn gió. Giờ phút này, tổng giám đốc Tiêu trẻ tuổi anh Tuấn không buồn đáp lại sự nhiệt tình của cánh phụ nữ, mặt lạnh như tiền, giơ tay lên hỏi trợ lý ảo. Năm nay có bao nhiêu lần Trương đại biểu về nhà sau 10 giờ?
trợ lý ảo nhanh chóng tìm kiếm cơ sở dữ liệu, lịch sử của những tin nhắn mà chủ nhân cho là không quan trọng này chỉ được lưu trữ trong vòng 1 tháng. Ngày mùng 3 tháng trước, đánh gốc với khách, 23 giờ 32 phút tối mới về nhà. Ngày 16 tháng trước, chơi game với giám đốc Phương, rạng sáng mới về nhà. Ngày 28 tháng trước, lên đỉnh núi xem cực quang. Lúc này, Tiêu Tê mới phát hiện đã lâu lắm rồi mình không để ý đến việc Trương Đại Điểu đi đâu và khi nào mới về nhà. Bởi vì chính anh cũng rất bận rộn, thường xuyên về muộn nên mặc nhiên cho rằng Trương Đại Điểu cũng giống mình. Hắn nói phải đi gặp khách hàng, anh lập tức đồng ý. Ngay cả lý do hắn thuận miệng bịa ra cũng không thèm để ý. Có rất nhiều lý do vô cùng vụng về, ví dụ như nửa đêm ai còn đi đánh gốc hay đỉnh núi nào đó có cực quang cơ chứ. Trái tim được ủ ấm suốt 7 năm qua bỗng nhiên như rơi xuống hầm băng, lạnh đến mức buốt giá. Gọi mấy em xinh đẹp đến đây, Trương Thẩm Phi cao giọng ra lệnh, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt tái nhợt của vợ mình. Hắn ôm anh vào lòng, vừa nói vừa luồn tay vào áo sơ mi của Tiêu Tê, nắm bóp. Sao vậy, em sợ rồi à? Anh Trương, anh đến rồi, lâu rồi không gặp anh. Hai chàng trai ăn mặc đẹp đẽ, bưng rượu đi đến, đôi mắt long lanh phóng điện với Trương Thẩm Phi, mùi nước hoa rẻ tiền sộc vào mũi, khiến Tiêu Tê hắt hơi liên tục. Đừng chạm vào tôi, Tiêu Tê kéo phát bàn tay to lớn, nóng ấm kia ra ngoài, tưởng tượng đến cạnh bàn tay này từng chạm vào mấy anh chàng tiếp rượu nơi đây, anh bỗng thấy cực kỳ buồn nôn. Xong Trương Thẩm Phi lại muốn trêu chọc anh, hắn ôm dịt lấy Tiêu Tê rồi cười ngả ngớn, em là vợ tôi không sợ em thì sợ ai? À đừng quên, em phải trả nợ thay bố em, nếu không nghe lời, coi chừng tôi. Còn chưa dứt lời thì phát hiện mắt vợ mình đỏ hoe, cổ họng hắn lập tức nghẹn đắng, lồng ngực cũng đau nhói một cách vô cớ, điều này khiến hắn vô cùng hoang mang. Sao em lại khóc? Thôi tôi không đùa nữa, được chưa? Hắn khẽ giọng dỗ dành, định hô lên mặt Tiêu Tê nhưng bị anh đẩy phát ra. Ái chà, sao hôm nay anh Trương to gan lớn mật thế? Một người đàn ông ăn mặc sang trọng ôm cô gái mặc váy đỏ thong dong đi đến cười trêu, không sợ vợ nhỏ ở nhà à? Vợ nhỏ gì thế? Cô gái váy đỏ tò mò. Cưng à, em mới đến nên không biết, anh Trương đây nổi tiếng sợ vợ, tới đây chơi chưa bao giờ chạm vào mấy công chúa vì sợ vợ phát hiện ra mùi nước hoa lạ. Á, đang cười thì hắn ta im bặt, hoảng sợ nhìn người đẹp trong lòng Trương Thẩm Phi. Chị dâu, mùi nước hoa. Tiêu Tê ngơ ngác, ngẫm lại thật kỹ, quả thật mỗi lần về nhà, Trương Thẩm Phi đều ám đủ thứ mùi ở bên ngoài, có mùi mồ hôi, mùi rượu, mùi nước biển, mùi cỏ cây, duy chỉ không có mùi nước hoa của người khác. Tiêu Tê từ từ tựa vào lòng hắn, lập tức bị hương gỗ và da thuộc thoang thoảng bao quanh. Đó là mùi của lọ nước hoa hơ mẹp mà anh tặng Trương Đại Điểu, mùi hương dành cho những người đàn ông chững chạc, phong trần. Tiêu Tê nhướng mày, giám đốc Phương, trùng hợp quá. Vị giám đốc Phương này là người bạn mà Trương Thẩm Phi hay nhắc đến, người thường cắm rễ ở quán nét lúc nửa đêm hoặc leo lên đỉnh núi ngắm cực quang trong truyền thuyết với hắn. Ha ha, giám đốc Phương cười gượng gạo. Trương Thẩm Phi thờ ơ nhìn hai người chào hỏi nhau, cánh tay ôm vợ bỗng siết chặt. Quả nhiên em đã kết cấu với Phương Thị. Gì cơ? Tiêu Tê không bắt kịp mạch não của chồng mình. Trời lạnh rồi, họ Vương cũng nên phá sản đi thôi. Hắn chậm rãi uống một hớp rượu, lạnh lùng buông lời. Hả? Giám đốc Vương nằm không cũng trúng đạn, vẻ mặt ngơ ngác. Trên đường về nhà, Tiêu Tê vẫn luôn im lặng. Đẩy cửa ra, thấy lọ nước hoa hơ mẹp màu vàng nhạt nằm trên tủ chìa khóa mới thoáng vơi bớt cơn thịnh nộ muốn bạo lực gia đình. Vứt phăng áo vest lên sofa, anh nắm lấy cà vạt của Trương Thẩm Phi, lạnh giọng chất vấn. Tại sao trước giờ anh không báo với tôi là anh đi đến mấy chỗ đó? Ngài Điều Trương bị kéo nghiêng ngả, thuận thế cúi đầu, hôn lên môi vợ. Tôi muốn đi đâu sao phải báo cáo với em? Nói xong hắn bế thốc anh lên, sải bước đi vào phòng ngủ. Trương Đại Điểu, anh còn lừa tôi bao nhiêu chuyện nữa hả? Tiêu Tê bị ném xuống giường, vừa lồm cồm bò dậy liền bị đè xuống. Chà, đương nhiên là có, nhưng sao tôi phải báo cho em biết? Ngài Trương vuốt ve vành tai mềm mại của vợ, sao hắn có thể nói bí mật chôn giấu trong lòng cho kẻ gián điệp kinh doanh vô tình này biết cơ chứ? Tiêu Tê cố gắng kiềm chế, khó khăn lắm mới dằn được nỗi kích động muốn tát vào miệng hắn. Tôi biết anh không dám nói, anh sợ tôi là gián điệp kinh doanh chứ gì? Anh đúng là đồ bất tài vô dụng. Em định dùng kế khích tướng để tôi lộ ra bí mật à? Ngài Trương Đại Điều vẻ mặt dữ tợn, xé áo chàng vợ nhỏ. Không đời nào tôi mắc mưu đâu, sao tôi có thể nói cho em biết được? Tôi yêu em đến mức quặn thắt tim gan, muốn ở bên em cả đời, dù biết rằng em sống cùng tôi chỉ vì tiền. Lời tỏ tình bất chợt khiến Tiêu Tê ngây ra như phỗng, ngơ ngác để mặc Trương Đại Điều hết gặm cắn lại mút mát, hồi lâu sau mới hoàn hồn.
ai cần tiền của anh chứ? Mấy chuyện này từ đâu ra? Quả nhiên là lời thoại xế xúa trong sách. Em muốn thế nào, tôi cho em tất. Trương Thẩm Phi nhộm người dậy, tươi cười nhìn chàng vợ bé bỏng của mình, ánh mắt chứa chan sự dịu dàng. Em là ai? Lưu Tê nhìn xoáy vào mắt hắn. Viêm Viêm. Trương Thẩm Phi bật thốt không hề do dự, rồi hôn lên đôi môi mềm mại của anh. Ban nãy ở hộp đêm, Lưu Tê uống một ly rượu, hương vị ngất ngây vẫn còn vương lại trên môi, khiến người ta không nhịn được muốn nhấm nháp hết lần này đến lần khác. Mãi đến khi cánh môi kia bị mút đến sưng đỏ, hắn mới tha cho anh. Sau đó lại tiếp tục lầm mò xuống dưới. Tiêu Tê liếm khóe môi, ôm chặt lấy mái đầu đang làm loạn trên người mình. Nể tình anh đi hộp đêm hôm nay, nhưng vẫn biết giữ mình, tạm thời tha cho anh. Giày vò đến hơn nửa đêm, ngày đi O Trương mới thỏa mãn ôm vợ chìm vào giấc ngủ, ngáy khe khẽ. Tiêu Tê mở to mắt, ấn vào AI. Ngày mùng 3, 16 và 28 tháng trước, tôi đã làm gì? Trợ lý ảo đưa ra lịch trình làm việc. Ngày mùng 3 tháng 8, cập nhật chức năng mới của nền tảng livestream, ban lãnh đạo đi liên hoan, 10 giờ 20 phút về đến nhà. Ngày 16 tháng 8, dự tiệc Triệu Đằng Phi nhậm chức tổng giám đốc công ty Phi Đằng. Ngày 28 tháng 8, sự kiện giảm giá 50% cho tất cả các thành viên đêm thất tịch bị dính bút, mọi người phải tăng ca, 0 giờ 36 mới về đến nhà. Ngày 28 là thất tịch sao? Tiêu Tê nhớ mang máng, trưa hôm đó Trương đại điều có gọi điện cho anh. Tối nay mấy giờ tan làm, anh đến đón em, đưa em đi ăn. Tiêu Tê mơn trớn bàn tay to lớn đang ôm lấy eo mình, từ từ luồn tay vào, lập tức được Trương Thần Phi lắm lấy. Anh khẽ vuốt ve gan bàn tay mềm mại kia, rồi cọ đầu vào lồng ngực rắn chắc của chồng, ngủ thiếp đi. Hôm sau, Trương Thần Phi mơ màng mở mắt với cái đầu đau nhức. Hắn nhắm mặt xoa huyệt thái dương, không nhớ được hôm qua đã xảy ra chuyện gì, cảm nhận được thân thể ấm áp bên cạnh. Hắn bèn ôm vào lòng theo thói quen, cúi đầu thấy bả vai vợ mình đầy dấu hôn. Trương Thẩm Phi hết sức kinh ngạc, hai người đều là nhân vật cấp cao có máu mặt, mỗi khi lên giường đều cực kỳ cẩn thận, cố hết sức không để lại vết tích rõ ràng trên người nhau, tránh rắc rối khi ra ngoài. Điều này cũng khiến chuyện chăn gối của họ mấy năm qua trở nên đơn điệu, nhàm chán. Sao hôm qua bọn họ lại kịch liệt thế nhỉ? Anh chậm lại đi. Nhiều đây vẫn còn chưa đủ đâu. Anh nhẹ một chút, đau. Hãy nhớ kỹ, đây là cảm giác tôi cho em. Ngoài tôi ra, không ai có thể khiến em được vui sướng như thế. Anh im đi. Lời thoại đáng xấu hổ tối qua, tựa như thủy triều thoát cái, ồ ạt tràn vào đầu óc đang rối như một đống bong bong của Trương Thần Phi. Tổng giám đốc đại nhân ngồi bật dậy, mặt mày thoát trắng thoát xanh. Trời ơi, hai ngày qua hắn đã làm cái gì thế này? Hắn đưa Tiêu Tê đến hộp đêm, chém gió bảo mình có rất nhiều người tình. Ngủ với Tiêu Tê xong còn ném chi phiếu vào mặt anh, dẫn Tiêu Tê đến công ty, hành sự ngay trong văn phòng. Ôi trời ơi, đây là khúc dạo đầu của việc ly hôn mà. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, hãy like và subscribe kênh để đón nghe các chương tiếp theo của bộ truyện nhé.